sáng cứ bán mặt hà xài nhà luôn hay gì chú? Xài nhà luôn. Đây là cái này mùa xài hay gì dữ ta? Chào bà con cô bác nha, thì sáng nay mình cũng tranh thủ đi chợ quê đó, mình ở Lý Nhân á, để mình gửi lại một số hình ảnh mua bán của bà con ở chợ quê nhà đến bà con cô bác. Xe này cũng đủ thứ cá trơn hả? Cá mới mới hả? Này gì? Rồi cá biển. Bây giờ đi lại chợ xem con bạn này bán mua bán cá. Hai bữa nay chuyển qua bán mắm rồi ha, bán cá rồi, bán mắm. Bán rồi, bán dưa, leo luôn. Bán rau sống không? Rau sống qua con ấy, chị gì? Thôi chị ơi. Mắm cá lóc à, cá rô không? Mắm cá lóc, cá rô, cá sặc, cá linh. Bữa nay có khô dây nịch rồi nè. Quay hồi ấy ông Bảo vô điện thoại ông Bảo thì coi nè. Sáng cứ bán mặt hà xài nhà luôn hay gì chú? Xài nhà luôn. Đây nè, cái này mùa xài hay gì dữ ta? Mặt hà nhiêu cộng? Mặt hà bán ký rồi bán gì? Bán cộng hà ha. Quá trời cộng mặt hà bự bự không ha. Ký hả anh Bảo? Nhớ hôm qua 2,15 kg mà bữa nay hạ vậy? Giá luôn đó thì đâu. Vô bán cháo cô Phượng đây. Sáng kia em lên hình đẹp quá. Công chúa uống luôn hiền muội không à?
có chị là 90 nào. Bán sao không mời vậy trơn chú? Bán sao không mời vậy trơn vậy? Bữa nay chị ngồi đây rồi chị mướn ai bán nữa chị đẹp? Hả? Mướn ông nào bán nữa vậy? Mướn ông đó ở Sài Gòn mới về đó. Rồi. Lấy gốm à. Không ngồi không bán nãy rồi, không mời gì hết trơn. Quay bà ba. Quay bà ba lên mạng hoài. Đây chưa về bà ba. Khoai lang ngon quá nè. Sáng giờ bán được không bà? Dạ hả? Đi qua đây còn ai bán gì không? Thôi mà bán cá. Đây còn một hai người bán cá à. Đây là cuối chợ rồi. Chào bà con nghe, nãy giờ đi vòng vòng lên coi chú mỏ núm nè. Đây. Rồi núm gươm nhóc luôn. Nhóc núm gươm luôn. Ôi quá trời nấm luôn rồi. Ôi bịch đó. Nấm lấy ở đâu gì bỏ chú? Trời ơi dữ vậy hả? Chạy qua tới bà anh lấy hả? Ủa sao bữa hổm dịch bệnh đi được mà, thấy đi được mà. Cái bà anh ta nằm núm dữ lắm hả? Đến đây thì thưa cảm ơn bà con theo dõi nha, coi mấy chú bỏ núm với bò bánh tráng.